13 này. Sao đó? Nhau là được rồi. Nhưng bà hiểu, bà khóc và xúc động rồi. Thôi cháu đi nhá. Chào bà nhá. Thôi chú đi nhá. Chú đi đây. Chắc bà muốn ở lại đấy. Không, bà 106 tuổi rồi. Cháu đi đây. Vâng. Đưa đồ vào đây cho họ ăn. Nhà là nghèo nhất và khổ nhất trong thôn. Cái này này, này. Khoan đã, để em bỏ thịt ra. Để rồi còn biết cách mà nấu thịt ăn này. Chứ sợ không biết này. Này cơm này. Này không có gì này. Bắt cơm này. Này cơm ăn này. Không có gì hết. Không có gì ăn này. Được cái là đầu óc không bình thường nhưng mà nuôi con rất là tốt. Xong à. Cho con này, cho con ăn này này. Con ăn sữa này. Cho con ăn sữa này. Cho con uống này, đúng rồi. Đấy. Biết chăm con, được rồi, biết chăm con đấy. Đấy. Biết chăm con. Thế là cái này là rất là may mắn và tốt. Bản năng ấy. Bản năng của người mẹ. Tức là gia đình thì không biết làm gì. Đầu óc không bình thường. Nó không được khôn ấy. Bé này ăn tốt đấy nhỉ. Đấy, tự đói lấy ăn không này. Có gì ăn không có gì ăn, đói hay sao? Xin chào cả nhà đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog nha. Mọi người nha. Chào cả nhà. Chúc khán giả trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay Tú rất là vui lại được đồng hành cùng với em Phúc Điền và anh Già Làng Tây Nguyên. Hôm nay thì ba anh em mình đang có chuyến đi lên Giào San. Giào San là một xã thuộc huyện Phong Thổ của tỉnh Lai Châu em nhỉ. Vâng. Ở đây cũng là một xã mà cũng rất là xa của tỉnh Lai Châu. Ngay từ dưới đường đi lên mà anh em mình dưới ngã ba đấy, gọi là ngã ba gì em? Ngã ba Khổng Lào. Khổng Lào à? Vâng. Là xã Khổng Lào ấy à? Xã Khổng Lào. À, vâng. Ngã ba xã Khổng Lào mà đi lên đến được trung tâm của xã, đến được chợ. Nó vào khoảng là 27 km đúng không em? 27 km ạ. Và hôm nay thì Tú đến đây để thăm lại bà cụ. Năm ngoái là bà 105 tuổi và năm nay là 106 tuổi. Thì năm ngoái Tú đi cùng em Pơ, em Ái Mí. Nhưng mà năm nay hai em thì đang bận quay phim là cũng không có ở Lai Châu. Thế cho nên là Tú đã nhờ được em gái Phúc Điền là dùng bán tải chở Tú đi rồi. Thì hôm nay cũng quay cái đoạn em Phúc Điền đánh lái rất là tít ở trên kênh Phụ Người Miền Trung TV. Thì cả nhà có thể là sang đó để theo dõi. Bây giờ Tú sẽ giới thiệu qua một chút cái khung cảnh ở đây. Rất là đẹp. Và cái vùng này thì năm ngoái Tú lên đây đã biết được rằng là một cái nơi mà có rất là nhiều những cái thửa ruộng bậc thang nhỉ em nhỉ. Ua, vâng. Mây đang chạy kìa. Mây đấy. Nhìn thấy chạy luôn kìa. Ủa vào núi đấy. Ua. Hùng vĩ quá. Đây cả nhà có thể thấy là mây chạy rất là nhanh luôn kìa. Kìa anh Tú liêu xuống dưới kia nhìn ấy, thấy con đường ngoằn nghèo đi lên đây không? Có, đấy. Đấy, cho cả dạng nhìn ấy. Mình nhìn thấy mây đường chạy luôn ấy. Co. Một cái khung cảnh rất là hùng vĩ. Đẹp nhờ. Vâng. Ở bên dưới này rất là nhiều ruộng bậc thang và đang cái mùa gọi là mùa nước đổ mùa em nhỉ? Nước đổ anh ạ. Và bà con thì đang gặt. À quên, đang cấy lúa. Đang cấy lúa. Vì đang mình đang mải nhìn cái cung đường đèo phía dưới này. Vâng. Nó rất là quanh co. Đấy là chính là cái con đường mà anh em mình đi lên đây. Vâng. Trên này thì là một cái xã mà nằm ở cái vị trí rất là cao đấy. Vâng. Xã Giào San thì có cái khí hậu nó ngang ngang so với Sapa đấy. Đi vào giữa mùa hè thì cũng sẽ thấy là sẽ mát. Mát như Sapa. Cả nhà vâng. Chờ Tú tí. Đây là một cái khung cảnh hết sức mà gọi là kỳ vĩ khi mà nhìn thấy một đám mây chạy rất nhanh ở phía kia. Mây đang ùa vào núi đấy anh. Đấy, ùa vào núi luôn này. Rất là đẹp, để Tú chạy lên đây. À. Cho cả anh nhà xem. Anh săn mây. Phải chạy lên được tận đây để cho cả nhà xem cái cảnh mây chạy. Rất là đẹp. Đây,
cả nhà nhìn đám mây phía trước đang chạy vào cái sườn núi phía trước. Nhìn đẹp và kỳ vĩ quá. Đấy, đã săn mây cho các bạn xem một lúc rồi. Thì bây giờ là Tú cùng với Phúc Điền, cùng toàn thể anh em này sẽ chuẩn bị chinh phục những con dốc để đi lên trên rào san để tìm lại bà cụ, xem là thời gian gần đây thì sức khỏe của cụ ra sao nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Wow. Đẹp thế nhỉ. Bây giờ là ngửi thấy mùi mây rồi à Điền? Bây giờ mình mới nghe được câu nói là hít vào đã thấy cái mùi nó khác rồi. Đúng mùi rồi. Mây. Mùi của mây mang theo hơi nước và sự tinh khiết của đất trời. Đúng là nhà báo diễn tả rất là hay. Bây giờ mình đã được gọi là trải nghiệm một cái khung cảnh rất là kỳ vĩ, rất là đẹp rồi. Anh em mình vẫn đang được líu giữ chân ở đây mà chưa rời bước được, bởi vì là quá đẹp đi. Anh thấy cái không khí nó trong veo không? Trong veo. Trong veo nhỉ? Trời cảm giác ơi. Như kiểu nó làm sạch cái cơ thể mình ấy. Ôi, chạy hết rồi này. Đám mây này đấy. Chạy đi rồi lại để lại cái khung cảnh phía dưới lại đẹp như bồng lai tiên cảnh luôn. Trong kia lại có một đám mây khác lại đi theo đấy. Đám mây khác lại ra kìa. Vâng. Đấy. Nếu như mà các bạn muốn tận hưởng cái hương mùi của mây nhá, hương vị mây thì hãy đến với Lai Châu. Bất ngờ quá nhỉ. Hôm nay thật sự là bất ngờ mà anh em mình được thưởng thức một gọi là cái buổi mà săn mây mà nó đến một cách mà đột xuất như thế này. Vâng. Một cách bất ngờ như thế này và khung cảnh phải nói là như bồng lai tiên cảnh. Có một cái năng lượng nào đấy ấy, anh cảm thấy là nó dồi dào, nó tràn ngập vào người mình luôn ấy. Nó thấy là tươi mới, nó khỏe khoắn hơn ấy. Mà khó mà diễn tả được. Hôm nay mây và núi đã làm cho anh Tú tăng dopamine lên rất nhiều. Đúng rồi. Đây này, cả nhà nhìn như thế này thì làm sao mà không yêu được. Trời đổ mưa tiếp rồi cả nhà. Vừa nãy Tú đang mải mê quay cảnh thì em Phúc Điền bảo là đang có một đám mây mưa tới. Đấy. Chắc là đám mây màu đen đúng không Phúc Điền? Đám đấy. Mây màu đen nhé. Đám mây màu đen là đám mây mưa. Đây này, chính là nó đây. Chính là đám mây mưa. Và đám mây màu trắng thì là không phải là đám mây mưa đúng không? Trước khi nào mà mình ở sát với lại một đám mây mà mưa như thế này. Có rất là nhiều lần lên trời rồi. Hôm nay anh già làng cảm thấy thế nào? Có ấn tượng nhiều với lại cảnh quan ở nơi này chưa? Nhìn thấy kiểu mây trôi á, mây trôi tới luôn, mà thấy mây trôi dở dưới chân mình luôn á. Đẹp nhở. Bây giờ mình còn cao hơn cả mây ấy. Cao hơn một số tầng mây ấy. Và bây giờ anh em chúng mình thì đang di chuyển ở trên một cái cung đường rất là đẹp. Xen lẫn với lại những cái hình ảnh đó là những cái ruộng bậc thang. Nơi này thì cái lần đầu tiên Tú đặt chân đến thì khi đó là chưa có cấy lúa như bây giờ. Bây giờ đang là mùa nước đổ nhà em Điền nhỉ? Vâng. Ở khu vực này hất lên trên kia thì một năm bà con chỉ được một mùa lúa thôi anh ạ. Một mùa lúa thôi à? Vâng. Vì địa hình nó khá là cao nên là ít nước. Bà con một năm chỉ được một mùa lúa thôi. Anh cũng vừa định hỏi mà em đã trả lời thay anh rồi đấy. Phải nói là cảnh quan ở đây rất là đẹp. Đường lên đấy. Lúc xuống xe là mọi người có thấy không khí nó hơi lạnh lạnh không? Có, ở đây mát mẻ nhỉ? Vâng. Xe lạnh, chắc là nhiệt độ như với Sapa ấy nhỉ? Vâng. Mùa hè cũng phải mặc áo rét đấy nhá. Thế á? Vâng. Thế mình chủ quan không mang theo cái áo ấm đi. Không, nhưng mà khí hậu như này là vừa đủ độ anh thích rồi đấy. Hôm qua em định hỏi, định nhắc các anh là hôm nay phải mang thêm áo ấm đấy. Nhưng mà nghĩ là các anh
chuyến vừa rồi đi dài chắc là có rồi nghe em. Có, ở trên xe anh có à, đấy. Chỗ này họ đang gom lê này anh này. À thế à, mua lê ở đây à? Vâng, khu vực này là khu vực họ đang thu lê đấy. À, bà con phải hái trong vườn ra đúng không? Vâng. Để trên đường về, nhà nào có lê thì anh em mình sẽ ghé vào mua mấy quả nhỉ? Vâng, thì nữa về đi, bây giờ phải đi tranh thủ đi có việc rồi, không kịp rồi. Thì Tú cũng quay chia sẻ đến cả nhà một chút về những cái khung cảnh mà trên đường đi phải nói là rất là đẹp, cũng là đặc sản của kênh Tú, đó là những cái cung đường đẹp để chia sẻ đến cả nhà. À, bây giờ thì mời cả nhà đến với lại khu vực mà trung tâm của xã Giào San để Tú sẽ mua một số cái nhu yếu phẩm cần thiết để mang lên tặng cho bà cụ nhé. À, mình đến đây để chỗ mua gạo rồi. À, mình đang cần tìm nữa là em biết rồi, nhưng mà do là muốn mua ở cái nhà có cái ông chú này này. Đến đây là chợ Giào San rồi. Đúng rồi, mọi lần mua ở nhà này này. Mọi lần mua ở nhà này. Có gạo bán đúng không em? Có ạ. Một bao kia là bao nhiêu ký? Bao nào ạ? Bao đấy đấy. Bao trắng này. Ừ. Trắng to thì không? Thì 10. 10 à? Bao nhiêu tiền một ký? Ờ, một bao này 180. Bao nhiêu? 180. 180 à? Lấy cho anh 3 bao với 2 thùng mì tôm. Em có biết ở đây ở cổng này này hay có một bà cụ rất là lớn tuổi mà hay đi xin ăn và nuôi cháu không? Bà phải hơn 100 tuổi rồi ấy. Em biết bà không? Nhà bà trên này em biết không? À, bà thỉnh thoảng ở dưới nhà em mà, nhưng mà em không biết nhà đâu. Em không biết nhà à? Nhưng mà bây giờ bà thời gian gần đây bà còn đi không? Có mà, hôm qua mới xuống, hôm qua mới. Hôm qua mới chợ phiên bà mới đi à? Vâng. À. Anh tưởng biết nhà bà ấy thì thỉnh thoảng anh nhờ em ship gạo lên cho bà được không? Hoặc em hỏi bố em có biết không? À, bé đã biết rồi. Ừ, thì anh giả sử như là mỗi lần anh nhờ em ship gạo lên rồi anh chuyển tiền cho em rồi ship đồ ấy. Ví dụ như thịt này, đồ ăn này xong anh sẽ chuyển tiền cho em gọi video cho anh xem mà anh đưa cho bà rồi anh sẽ chuyển tiền cho em ấy. Em hiểu ý anh không? Được đấy. Đấy, thế thì tốt rồi. Thế thì tí cho anh xin Zalo nhá. Vì anh hay hàng tháng anh sẽ gửi gạo cho bà với đồ ăn cho bà ấy. Có người cho tặng bà ấy. Thế bây giờ cho anh 2 thùng mì tôm nữa. Thế là Tú đã nhờ được là em gái này là bán đại lý ở đây ngay cổng chợ. Thì sẽ là sau này sẽ nhờ em ấy là sẽ ship lên rồi gọi điện là mình sẽ giao lên, là như thế là sẽ ok hơn. Ừ. Bà liệu cho bà thịt bà có nấu được không em? Anh sợ không nấu được nhỉ, bà lớn tuổi quá nhỉ? Hả? Bà vẫn đi lại. Nhưng mọi người cho bà ăn cái gì? Hay cho đồ ăn sẵn hay thế nào? Như nhà em thì có thỉnh thoảng có đồ ăn sẵn thì cho đồ ăn sẵn, và có đồ ấy thì vẫn cho. Liệu ở đây họ có biết ăn này không? Đồ hộp này không? Có, họ vẫn ăn mà anh. À thế à? Hay là mình mua thêm ít đồ hộp nhỉ? Để cho các cháu nhỏ ăn cơm nhỉ? Ừ. Cá này, trong này là có mấy loại cá. Bà con ở trên này có hay ăn cá này không em? Có mà anh, ừ. Thế á? Ừ. Thế thì mua cho để rồi thêm xem bà thiếu cái gì thì mua thêm sau thôi à. Bây giờ trước mắt trứng có ăn không em? Có ạ. Lấy cho anh chục trứng nữa. Chay dầu ăn á. Dầu ăn có dùng không nhỉ? Vì thực ra sợ bà lớn tuổi quá rồi ấy. Em biết nhà bà gì? Em là bán ở đây luôn à? Bữa sau anh nhờ ship lên hàng ngày cho bà nhé. Đợt nào anh gọi điện thì nhờ ship lên nhé. Thế mua cho bà chay dầu ăn to đi. Sợ gì? Anh ship lên anh gửi tiền mình đi làm giúp việc tốt mà. Này, ăn dầu ăn với ăn gì nữa nhỉ? Cho anh cái túi ở đây, mua mấy thứ luôn. Túi, anh lấy em về ở dưới anh sau anh. Ừ. Thế thì mua thịt cho bà nhỉ? Được nhỉ? Điền ơi, cái nhà bé kia thế nào, mua thịt được không? Bé đấy mua thịt được anh ạ. Nhà đấy khó khăn lắm, nó cũng hàng ngày nó chỉ có ăn cơm không. Em cho anh 2 cái túi đi, anh mua cả cho cả 2 nhà luôn. Vâng.
Vâng. Nhá. Anh chú ơi, anh có thể mua dầu ăn với cả mua cho mỗi nhà một vỉ trứng. Rồi, em mua thế thì mỗi nhà một vỉ trứng à? Bỏ trong vỉ luôn đúng không? Vâng, thế thì em lấy cho anh hai vỉ trứng. Này, cái này dầu ăn này. Anh mua cá hộp được không? Mua theo điền sao? Theo em thì là anh đã mua mắm muối. Mắm muối à? Vâng. Thế mua cho muối. Bột canh đúng không? Mua muối. Mua muối trắng ấy. Ừ, cho anh trắng. Muối trắng à? Một gói đường. Đường với muối trắng đấy, như em điền nói đi. Với mua mua nhà 5 cân gạo. Không, anh mua bao đấy là 10 cân đấy. Vâng. Ừ. Thế mỗi nhà một bao gạo. Không, nhà bà riêng bà là phải hai bao, bà lớn tuổi quá rồi. Vâng. Thế thì thôi, đã thế cho mỗi nhà hai bao gạo luôn. Cho đồng đều đi. Vâng. Thì anh không phải ấy nữa, không phải mua. Anh mua hai phần như này mà em ơi. Cho thêm một phần bên này nữa. Em này. Một gói đường, một gói muối nữa đi. Chuyển ra ngoài luôn. Ừ. Thế thì tạm cắt máy đi. Gió nào ơi, gió nào chuyển của anh gạo ra đi. Đây là mình sẽ mua hai phần quà, một phần quà là hỗ trợ cho bên em Điền, là có một trường hợp mà gia đình nhà đấy cũng khó khăn thì ở video sau thì các bạn sẽ được xem. Còn một trường hợp thì các bạn biết rồi, em gái đây là cũng thỉnh thoảng cũng cho bà đồ ăn đấy. Thì sau này mà cứ mỗi lần bà đi chợ phiên xuống đây thì em gọi cho anh nhá. Anh sẽ mua thịt rồi mua đồ ăn cho bà mang về rồi anh chuyển tiền cho em. À, tuần xuống mấy lần anh ạ? Ừ. Tuần mấy lần cũng được, em cứ gọi cho anh là được nhá. Vâng. Rồi gạo có thể mình chia lẻ ra để bà mang về cũng được. Vâng. Cho thế cho nó dễ. Vâng. Ừ. Em tính hết tiền đi. Anh lấy một hộp này thôi hay là cả một? Hộp này kẹo nhỏ tí nhỉ. Anh thấy cái gói này ngon hơn này, thôi lấy cho anh hai ba gói này đi. Vâng. Bỏ cái này đi. Cái hộp này kẹo nhìn nó ấy. Ừ. Đấy là mình đã nhờ được rồi, thế là yên tâm. Vì là chuyến đi lần này Tú phải lặn lội đường xa lên đây là chủ yếu là tìm một người để mình nhờ được. Vì anh lấy số của em ý. Anh lấy Zalo rồi, vì vừa rồi là có một anh ở bên Mỹ là có gửi cho Tú là 15 triệu là để nhờ Tú là thỉnh thoảng mua nhu yếu phẩm cho bà. Thế nên là Tú sẽ một cách minh bạch nhất là mình nhờ người ở đây là đưa cho bà rồi gọi điện cho mình, sau đó mình chuyển tiền là bà sẽ được lâu, chứ vì tuổi cao mình để tiền không được. Đúng rồi. Với hai nữa là mình nghe một cái thông tin mang máng là hình như bà có một người con nghiện. Nghiện, đúng rồi. Đấy, đấy là một cái lý do mà mình cũng không có tiện nói, là cũng không có muốn khai thác sâu vào. Đấy là yên tâm rồi. Rồi tính tổng tiền cho anh. Trứng anh không cả gì. Cả vỉ luôn. Rồi. Tổng 1,8 triệu. Em cứ gửi, em cứ ship cho anh gửi tiền ship cho em. Ví dụ như sau này anh nhờ anh nhá thì anh sẽ gửi thêm tiền ship cho em không phải ngại đâu nhá. Vâng. Gửi thêm một lần 50.000 tiền ship cho em. Được không? Vâng. Đấy. Đây anh gửi 1,860 triệu. Vậy hôm nay là mình mua phần quà cho bà khoảng hết 1 triệu. Thế là mà cũng là rất là nhiều thứ rồi. Có cả thịt rồi, cả trứng rồi, cả gạo rồi, cả đây là bánh kẹo sữa cho các cháu nữa. Bây giờ là anh em mình sẽ là lên đường đi lên trên. Thì có chia ra không anh? Chia hai nhà đấy. Mỗi nhà một cân. Ừ. Đến thăm nhà đấy thì có trẻ con cả hai nhà nữa. Đây anh thêm từng này nữa. Cho hai nhà. Còn cái kia là mình vào bản thì mình cho nền lẻ rồi thì không nói. Mà đây là hai nhà có trường hợp đặc biệt. Em xem kênh anh một lần rồi à? Đúng không? Ngày mai về xem nhá, 9 giờ sáng mai nhá. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 24. 24 à? Em là người Kinh hay người Mông? À đấy à. Rồi, thế thì cảm ơn em nhá. Có gì rồi hỗ trợ anh cái việc anh nhờ nhá. Giờ là Tú sẽ đi lên trên này để mua thêm đồ ăn cho các cháu nữa. Chắc là mua thêm cả rau cho bà nữa. Bắp cải bao nhiêu cái đây em? Bắp cân à? Ừ. Bắp cân đây. Bao nhiêu cái bắp cải này? 1 cân 20 nhỉ. Thì lấy cho anh 2 cái. Đây là có cái giá đỗ này làm từ đậu tương ra nhỉ. Bắp cải đây à. 2 cái đây là 55.000.
Dạ, đây cháu mua rồi. Trên này bà con cả bán cả bánh bao nữa. Bán cho mấy cái bánh bao nhân gì đây hả cô? Nhân gì đây ạ? Không có nhân à? Nhân đậu à? Bao nhiêu một cái đây? Bao nhiêu một cái? 5.000 à? Lấy cho 8 cái để chia thành hai túi cho cháu. Bà con người Mông mình có thích ăn bánh bao này không? To thế nhở? Đây là mình tự làm hay thế nào ạ? Cái này mình tự làm hay thế nào? Tự làm đấy à? Lấy 8 cái và chia ra hai túi nhá. Rồi. Nhưng mà thôi lấy 12 cái để mua ủng hộ cho bên kia nữa đi. Mỗi bên một ít nhá. Vâng. Đấy, đưa lên cái xe này hộ cháu này. 10.000 một cái lấy 4 cái xúc xích. 4 cái xúc xích à? Vâng. 4 cái bánh bao. 4 cái bánh bao à? Là tổng bao nhiêu tiền? 4 cái với lại là 60.000. 4 cái xúc xích à? Vâng. Đây, mua một loạt bánh bao này. 5.000 một cái. 2, 4, 6. Đây. Bảo mình bảo chia thành hai túi mà các cô để một túi 2, 4, 6. Rồi. Cho hai nhà mỗi nhà 6 cái bánh bao. Wow. Bắp cải mà trên này mà mắc hơn dưới vùng xuôi hay sao ấy? À, chứ anh không phải là trồng trên này à? Bây giờ thì mình sẽ là đến nhà để xem sức khỏe của bà cụ đợt này ra sao. Nhưng mà cái vấn đề là trước đi với bơ anh Mí thì đang biết tiếng ấy. Còn anh em mình thì chắc là đến chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ với bà bằng hình thể được thôi, chứ còn không có nói tiếng được. Trong nhà bà không có ai nói được tiếng Mí. Không biết là đứa cháu nhỏ ấy nó ở nhà mà không biết là có ở nhà hay không. Vì có một bé là phải gửi đi người ta là nuôi hộ để chăn trâu chăn bò cho người ta nuôi ấy ở bản khác ấy. Nhiều mây mù nhỉ. Mình đang trên đường vào nhà bà đây rồi. Đấy, mình đi xe ô tô đang phải leo dốc như thế mà bà phải đi chợ, hết ăn đồ ăn là bà phải đi chợ là xin ăn về cho cháu ấy. May quá là gặp em gái đấy, là đúng cái nhà đấy, lại đúng nhà anh mua đấy. Lần trước anh cũng mua ở đấy. Dự án giảm nghèo biển cắm đâu. Đâu đây à, gần khu vực này là nhìn thấy một ngôi nhà bên phải này luôn. Nhà cháu bé mà Điền nói là cũng nằm ở bên đường này đấy à? Nhà ở cuối bản đấy nhỉ? À đấy à? Hết đường là tới. Cũng nằm trên cao này à? Hay là xuống dốc? Cũng ở trên cao này. Uầy, đường này mà hôm nay anh đi xe anh thì hơi mệt luôn đấy. Chắc chỗ này mới sạt lở đất xuống này. Đấy. Tính hết rồi. Thế là anh già làng vẫn lần trước là đi Vapor với ai Mí lên rồi à? Ờ, trước chợ Vapor đây này. Đây. Cặp sát đây, đúng rồi. Đấy, bà đang ngồi đấy. May quá, bà đang còn khỏe đây, mình vẫn lo. Mình mang xuống cho bà cái bắp cải nữa này. Còn một cái kia mang vào cho cháu bé. Chào bà. Cháu ơi, con nhớ chú không? Mọi lần chú chở đi mua quần áo có nhớ không? Bà nói sao, bà có nhớ không? Sao? Này, có nhớ chú năm ngoái chú chở đi ô tô đi mua quần áo không? Cùng với cô Pơ Ai Mí ấy. Nhớ chưa? Vẫn chưa nhớ. Trời ơi. Đây, bảo bà là hôm nay chú lên rồi chú mua gạo cho bà. Có gạo ở trong sau thùng xe nữa. Bà có nhớ không? Bà có nhớ con không? Hỏi bà xem bà nhớ không? Cháu không biết tiếng à? Ồ, cháu bé cũng biết ít tiếng quá. Thế cất cái này vào cho chú nào. Nào, xúc xích này chú cho để ăn này.
bánh bao này. Nha, hai bà cháu sáng nay ăn gì chưa? Có gì ăn chưa? Chưa có à? Anh em mình lấy gạo đi, chắc cháu. Không ăn chưa ta? À, nó vừa hạt đi. Chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm à? Đây, mình đi ra đây lấy. Bà gặp người bà vui lắm. Cho bà thùng mì tôm này, vỉ trứng này, thịt này. Gạo này, gạo 10 cân. Bánh này. Trứng này phải chia ra anh ạ, hai nhà đấy. Cẩn thận đấy. Ơ không, sai chiều rồi, anh ơi. Em không biết nó đi nhà cháu nhau ấy. Em không đi học à? À. Chị ở nhà với bà thôi à? Ờ. Để bê trứng ở trước nha. Mình xách cái túi này. Gió Lào xách cho anh túi thịt. Đây bà ơi. Bà vào nhà đi. Mua đồ lên cho bà đây. Đi vào nhà đi. Em mời bà đi vào đi. Chúng mua đồ ăn cho bà. Mua chi? Cháu bé hình như biết ít tiếng Kinh nhỉ? Biết ít ạ. Đấy, bà đi vào đi. Đây. Để con cầm vào. Bà đi vào đây. Hôm nay không có hai thông dịch viên Việt Súp bơ anh Mỹ. Này, tôi cho đây nhé. Để đây nhé. Ai nằm đây? Con trai bà đấy. Đây, anh già làng, anh đưa bên này cho em. Thế còn em ngủ đâu? Không hiểu. Cháu này cũng biết ít tiếng Kinh quá. Đây, bà ngủ đây à? Bà ơi, đây này, con mua gạo cho bà này. Bà, đây con mua gạo nhé. Đây cho bà nhé. Không sao. Mua gạo cho bà em nhé. Em thay mặt bà đi. Cảm ơn anh Tú xe đều kéo. Cảm mình ơn gọi quân chầu. Hai đầu Kinh nè. Em nói là cảm ơn anh Tú bà khán giả. Còn thiếu anh... Đây này, còn chú có thịt đây nữa nhá. Chú mua cho cả thịt nhá. Đây, bỏ đây cho sạch. Đi. Bỏ đây. Anh con trai bà đang nằm bên này. Đây còn một phần nữa, đó là mì tôm nữa này, chúng mua cái này nữa nhé. Alo. Alo ạ. Chào Alu nhá. Đúng rồi, hôm nay em bảo đây này, có do bà là cả nhà không ai biết nói tiếng Kinh cả, thì nói là hôm nay có mang phần quà cho bà. Alo có hiểu không? Dịch hộ cái. Cũng không hiểu hay sao ấy. Cháu không hiểu. Cháu này là cũng 15 tuổi nhưng mà không có đi học. Không đi học. Không đi học luôn. Đây này, cháu nhớ đây không? Chú đi năm ngoái đây này. Không, cháu có hiểu gì không à, Lu? Đấy. Có chứ. Nói chuyện phổ thông thì cháu không hiểu. Cháu bảo là không được đi học. Không được đi học. Cháu không được đi học. Thế thì nói với cháu nói với bà là có chú mua tặng quà năm ngoái là chú lên cùng lên này, đây này. Đấy, nhớ không? Nhớ hai cô này không? Nhớ chưa? Không nhớ nữa. Hỏi bà có nhớ không? Chắc bà không nhìn thấy nhưng mắt bà mờ rồi. Anh hỏi bà xem là bà còn nhớ anh Tú và đúng rồi. Bếp trên bản năm ngoái lên tặng quà cho bà không? Hỏi nhớ anh Tú hay không là được này. Sợ bà quên rồi, bây giờ bà cũng nhiều tuổi rồi. Cháu coi ở trên rồi
lấy cho tôi giả tôi bút cho mẹ nó, xong nó lấy cho khác tôi sai mẹ nó. Tôi xin là cô đạo ấy, xin là tôi xin là cô gì đạo ấy à. Thế bố bà thơm thơm bà ra thế nó à. Thế bà có cô ấy cô rồi bà. Đây này, năm ngoái chú đi này. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Chưa nhớ à? Vẫn chưa nhớ à? Đây, đi mua quần áo này, chú chở bằng ô tô đi này. Vẫn chưa nhớ luôn. Năm ngoái chở đi ô tô mua đồ cho bà này. Nhớ à? Con chờ đó. Này. Cà này khó. Anh đùa à? Đây này. Này, nhìn ra chưa? Đang cho xem lại YouTube. À, xấu hổ ấy. Bà xấu hổ. Các cháu nó không nhớ đâu. Không nhớ à? Chắc là có nhiều nhiều người đi vào cho nên là không nhớ. Ừ, đây này. Alo à, alo, alo bảo em bé gái là cảm ơn anh Tú và khán giả ở trên kênh. Nói bằng tiếng Kinh nhá, để cho khán giả biết nhá. Sống ở đây hơi yếu sao nhỉ? Không, mình nghe bình thường mà. Em vẫn nghe bình thường mà, anh nghe được này. Chưa? Bà nhìn ra không? Bà nhìn ra ai không? Nhưng mà các cháu không biết nói tiếng Kinh thì làm sao mà được. Đúng rồi, thôi không sao đâu. Mình cứ giúp đi. Không nhớ không sao đâu. Này, không nhận ra à? Không nhớ ra nữa à? Năm ngoái. Thế nhưng mà đây đúng là em đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ nhìn gặp lại người quen thì phải vui chứ đúng không? Thôi được rồi. Thế thì gửi quà thôi rồi mình đi xuống xuống dưới trường hợp kia nhá. Dạ vâng. Đây nhớ Alu bảo bà là rồi có gửi cho bà gạo rồi mì tôm này, rồi muối đường này, trứng này, thịt này. Đấy, xúc xích này, rau này. Để anh cho bà cháu ăn. Alu bảo với bà với cả em nhỏ là tức là phải giữ đồ ăn với cả là giữ gìn vệ sinh này. Bây giờ vào mùa mưa ấy, hạn chế đi lại chứ không sạt lở nhá. Với đồ ăn thì anh Tú cũng mua vào đây thì ăn uống tiết kiệm, không được lãng phí nhá. Vâng. Thì máy cần cho chú đứa cháu gái để anh bảo cho. Đây. Phiên dịch riêng viên từ xa. Đúng ta. Minh Sa. Hả? À, bố... điện thoại alo có điện thoại. Mua lấy ở số chế. À, tôi hiện đang đang chuẩn bị cái cái nó có nó có nó giờ nó nó bỏ tư vô bỏ luôn nó xin rồi đó. À. À, tụ luôn luôn là sao thì mà khó nó khó gì trả giờ tụ tao bỏ luôn đó. À. Anh nhớ cái gì rồi ha? Chế mà chế chế cho có chế à, à khoan đã này bảo này rồi khi nào bà hết đồ ăn rồi cứ đi xuống chợ rồi A Tú là có sẽ đã nhờ được người rồi sẽ là đưa đồ ăn rồi đưa gạo cho bà nhá, hoặc là cháu có thể xuống lấy. Tao từ tăng xuống nó nói chứ từ giờ cứ Tú qua đây. Hoặc là ship lên, từ tốt nhất là ship lên nhá. Được rồi. Thôi hỏi xem là có muốn nói gì không. Để mình đi. Cảm ơn. Ừ, anh nói bằng tiếng. Anh bảo nói bằng tiếng Mông cũng được mà. Nói tiếng Mông cũng được. Em đang nói bảo là cảm ơn nói và từ cảm ơn chỗ A Tú với lại mọi người đấy. Rồi. Em ơi, đây bà đây này.
Ok. Đúng rồi nhá. Thế sau này rồi bà có đi xuống thì em gửi cho hộ anh nhá. Vào vào. Nhá. Bà đấy. Xuống nhà em suốt mà. Đấy. Sau này bà xuống đây đi xuống nhà cô này nhá. Rồi chú sẽ gửi gạo đấy cho xuống lấy không mất tiền nhá. Nhớ chưa? À alo phiên dịch lại. Có ba cầu. Ok cái cô bé ở dưới đấy có biết tiếng Mông không? À người sao? Ừ. Ok anh cảm ơn em nhé. Ừ. Đây là xuống nhà này, dưới nhà này ở dưới chợ ấy. Đây là cô này bán ở dưới chợ nhé. Mình xuống đây lấy. Tức là mình. À biết không? Biết không? Biết biết ở nhá, xuống đấy là gửi. Alu nói là xuống dưới này Tú đã gửi đồ ăn cho một nhà ở dưới chợ rồi, rồi gạo nữa, rồi xuống dưới lấy. Phiên dịch cho bé đấy là được. Vâng. Ừ, phiên dịch như thế. Anh cảm ơn nhá. Ok, cứ thế nhá. Hiểu chưa? Khi nào hết thì xuống lấy nhá. Em nói đi, nói với anh Tú với mọi người đi, nói mấy câu đi để con cháu chứ. Này cũng không được đi học, không tiếp xúc bên ngoài nhiều thôi. Cháu nên là mình cháu học không biết. Cũng thông cảm. Trường hợp này thì mình cũng không biết tiếng thông cảm. Với lại là cũng ít giao tiếp ấy. Thôi cho gửi lời chúc sức khỏe đến bà nhá, Alu nhá. Chúc bà khỏe nhá. Alu ơi. Bà có hay có chú sức khỏe của con một lắm rồi nó. Bà chắc cũng lần đầu nói chuyện với điện thoại. Chắc bà nói được ít, tai cũng nghẹn ngãng rồi. Bà cũng không nghe rồi. Nặng tai rồi. Mắt thì cũng mờ. Mắt bà thì cũng mờ rồi, không nhìn thấy đâu. Thực ra là mắt bà mờ rồi, năm ngoái mình lên là mắt bà đã mờ rồi, không nhìn thấy nữa. À, mấy hôm nữa A Tú sang đi qua Sơn La rồi sẽ lên Alu chơi nhá. Sẽ tặng cho Alu rượu khấu váy lèng nhá. Thôi nói gửi lời tạm biệt đi. Chú đi về nhá. Thôi, tạm biệt bà nhá. Em đi đã nhá. Mình đi thăm cái trường hợp tiếp theo nữa. Chào bà nhá. Chào gì nhá. Bà khỏe nhá. Vâng. Bà cảm ơn. Bà cảm ơn đấy. Đấy bà cũng xúc động rớm rớm nước mắt rồi đấy. Đấy, bà xúc động đây này, bà khóc rồi. Nhá, chú đi nhá, nhớ ngoan nhá. Chỉ biết bắt tay. Cảm ơn. Này. Ủa chào nữa. Cảm ơn. Đúng rồi, cảm ơn nhá. Đấy, chú đi nhá. Rồi xong mang đồ ăn đi cất đi, rồi có bánh bao rồi xúc xích này. Này, lấy xúc xích ăn nhá. Lấy à đi ra đây lấy sữa cho bà uống nữa. Để chú đợi chú tí, chú lấy sữa cho bà. Nó không biết nói. Không được đi học. Nhà thế này ăn không có ăn này. Đây, cháu cầm lấy rồi sữa cho bà ăn nhé. Bà uống nhé. Đây. Xong cháu uống nhé. Đây. Chú bóc cho bà hộp sữa cho bà uống đi. Rồi chú đi. Ở dưới kia thì trường hợp đấy là có biết nói tiếng Kinh mình đúng không em? Có bà biết đúng không? Có bà nói rõ lắm. Người ba này. Không đâu. Bà khóc, bà xúc động khóc ấy. Có. Cháu uống đi. Không nữa. Uống đi. Khóc ấy. Nó xúc xích à? Xúc xích đi, ăn xúc xích trước đi. Không biết nói tiếng, giờ thì cũng khó nhỉ. Không sao, bởi vì chỉ cần mình đưa được và hiểu lẫn nhau là được rồi. Nhưng bà hiểu, bà khóc và xúc động rồi. Thôi cháu đi nhá. Chào bà nhá. Thôi chú đi nhá. Chú đi đây. Chắc bà muốn ở lại đấy. Bà 106 tuổi rồi. Cháu đi đây. Vâng.
Mình cũng không hiểu nhưng chỉ đại ý biết là bà cảm ơn thôi. Cũng muốn giữ ở lại chơi với bà đấy. Bây giờ mùa này là mùa mưa thì có nước, cho là hứng nước mưa đây là để làm nước sinh hoạt đây. Nói chung là nhà diện tích đất ở đây này, cũng ít. Bà còn đang đi ra đây bà tiễn nữa này. Thế cháu đấy, nhưng mà cháu không biết tiếng Kinh. Đang hỏi còn đi chăn bò nữa. Năm nay 15 tuổi đấy. Cháu đi đây. Vâng. Cảm ơn nha. Tạm biệt bà nhá. Đấy, ngôi nhà nhỏ của bà đây. Từng đấy là còn đang giúp cho bà ăn được chắc là cả năm nữa đấy. Mình đã nhờ được em gái đấy rồi. Mình đã vào đến bản tiếp theo rồi. Bản này điền có tên, nhớ tên không? Bản này là bản Sỉnh Sảng A. Bật mic. Rồi tắt đi thôi. Nhiều lắm, tự đến luôn. Đấy, bây giờ là mình đến bản rồi. Cho các cháu. Dồi ôi, chạy đâu nghịch đâu mà bẩn thế. Em xin rồi. À? Đúng rồi, giỏi. Quá nhỉ. Này, chú cho này. Giỏi quá. Này, cứ để lau tay sạch sẽ để đón quà. Nhá. Ừ, được. Được, được, được. Đấy, thanh niên này khá quá. Dê nữa. Cái này bây giờ không, anh vác cái đấy luôn à? Nặng quá, đi em vác một bao đi. Ui, nặng lắm. Đây, đây, đây. Đây, em vác bớt cho. Một mì tôm đấy ôm đấy. Có gần không em? Đi vào gần không? Thế có ôm hết được không? Thôi, thôi, được rồi. Vác thế thôi. Cuối cùng mình nhé nhất à? Đậy tạm á. Rồi. Đấy, đông còn đông các cháu lắm. Từ đây đi vào có xa không em? Qua mấy nhà là tới thôi gì? Thế là cũng gần nhỉ. Điền khóa cửa chưa? Có ai chưa có quà? Để chú cho. Có ai chưa có không? Đâu, ai chưa có thì đi ra đây nhá. Này, chú cho này. Xin chưa, em xin chưa? Xin nhá. Ăn xong là phải vứt gọn nhá. Cháu xin. Đúng rồi, đây còn kẹo mút nữa. Này. Rồi, chú cho nhá. Đấy. Trên đây nữa là lốc sữa đây. Đây, chú cho này. Cho sữa. Cho sữa. Cháu xin chưa? Chắc là chưa đi học nên chưa biết nhỉ. Đây, chú cho. Xin á. Đấy. Đây nữa, kẹo mút nữa. Kẹo mút nữa. Đi, mình đi tiếp. Ở đâu, đường nào? Đường trên à? Trên này à? Ui. Đây à? À đâu, mình tưởng nhà bên này. Đây nhà kia. Người ta toàn bằng tre nhỉ. Quay xung quanh luôn. Ôi, rào gãy. Khu này nhà trình tường ở Điền. À. Đấy, nhiều cháu lắm. Đợt này mùa hè nhỉ? Này chú cho, lại đây chú cho kẹo này, chú cho sữa này. Em ơi, cho sữa cho cháu này. Mẹ à? Mẹ à, hay
chị. Đây là con à? Mẹ đấy. Mẹ em à? Này. Bé đấy này. Đây. Cho này. Lại đây chú cho. Ai cũng có. Cảm ơn chưa? Xin chưa? Xin chú chưa? Xin chú. Ừ, đúng rồi. Xin chú. Này. Cầm cho cháu này nhá. Rồi, đi tiếp. Đây à, nhà đây à? Được xây nhà rồi à em? Ô, vui kìa. Vui kìa, vui kìa. Ngại chạy đi hay thế nào đấy? Sao lại xấu hổ? Đang đợi kẹo này. Cháu xin. Đi à? Thế là cháu đi học chưa? Con xin chưa? Con xin, đúng rồi. Để con ăn một cái nhá. Đây. Của em này. Con nhớ ai đây không? Con nhớ ai đây không? Con nhớ không? Không nhớ nữa. Trời ơi, đi có trẻ con ở trên này nhanh thế quên con, nhỉ? Con có nhớ không? Con nhớ mẹ không? Không à, đây là bé này á? À? Em nhận bé này hay bé nào? Bé này ạ. À, đây là bên hàng xóm hay sao? Hàng xóm ạ. À, bé này quên rồi á? À? Không nhớ mẹ à? Không nhớ à? Mắt rất là tròn to sáng. Cắt tóc với ai cắt tóc cho nham nhở hết rồi. Không để dài. Con đây, uống đi, uống đi. Đây là mẹ Điền. Vâng. Hai bé đấy à? Hai bé. Bé đấy là trai hay gái? Hai đứa con gái. À. Nhưng mà mẹ có biết gì không? Không biết gì mà. À thế à? Mẹ cũng kiểu đầu óc không bình thường. Thế à? Vâng. Thế bố đâu? Bố nó cũng đầu óc không bình thường, chắc hôm nay đi nương rồi quá. À thế à? Thế là nhà này thì ai là lao động chính? Bố. Bố. Bố chỉ đi nương để kiếm củi với cả kiếm rau ở trên rừng về thôi. À. Kiếm củi kiếm rau trên rừng về. Mọi lần em lên là gặp bà mới biết tiếng Kinh à? Vâng, bà biết. Mọi lần em lên thì chỉ nói chuyện với bà thôi. Rồi bà đi rồi à? Bà không biết bà đi đâu rồi. Em ơi, em à, em hỏi hộ chị xem là bà đâu rồi. Cô không biết. Con hỏi cô này xem bà đâu rồi. Bà đâu? Hơi khó tí. Con xin. Đúng rồi. Bụng này không biết tẩy run chưa? Vâng, nhờ bé này là vẫn được đi học à? Thế thì còn ai đây? Vâng. Đây đội này cũng ấy mà, vừa vừa rồi nhưng mà không. Mà. Đây này. Đây là chị gái của chị này à? Chị chồng. Thế chị này cũng không bình thường luôn à? Chị này cũng không bình thường. Cho chị hộp sữa em chị uống không? Này. Chị uống đi. Chị uống sữa này, không uống đâu. Đi. Uống đi. Không đâu, không đâu. Uống đi. Khổ nhỉ? Nhà, uống đi. Gia đình nhà bà khổ lắm. À thế à? Vì là bà cụ năm nay cũng hơn 80 tuổi rồi. Mà bà đi vắng mất nhỉ? Vâng. Nhà này là được nhà, hỗ trợ em. Vâng, nhà này là sau cái lần đầu tiên em lên ấy thì là xin kinh phí là cấp về đây để xây nhà cho bà. À. Bây giờ mang một đống thức ăn lên mà bây giờ không biết kiểu gì ấy. Để đi tìm bà, chắc bà quanh ở trong bản thôi. Vì bà lớn tuổi mình bà không đi được. Mình đợi tín được. Thế đây, cho gọn vào đây xong là mình đi thăm bản đổ được. Đấy. Không, mình cứ ngồi đây đợi đi. Đổ đây không biết thế nào nữa. Nay đây Tú cũng mua y như nhà dưới là cũng mua 2 bao gạo. Rồi mua thịt, mua mì tôm, trứng. Hỏi hộ chị xem bà đi đâu rồi? Sao không ai nói gì với mình? Thì ta đó lì đó. Bà mất á? Ờ, mất rồi, lâu rồi. Bà mất chắc là mới mấy tháng rồi quá. Hôm Tết thì em vẫn lên mà. Ta đây chỉ lì đó, thì ta đây. Rồi ta đây, thì ta đây à. Đây là tay à. Thế thì ta đây này. Hắn đi tay. Hắn đi ta đây. Thầy sắp nó gần Tết cái mất rồi. Gần Tết mất à? Gần Tết rồi. Nhờ anh nói đây này. Em có
thấy là hoàn cảnh khó khăn này đi tặng cho ít gạo ấy. Đúng rồi, nói nhà này là nhà khổ nhất. Khổ nhất trong thôn à? Đúng, khổ nhất trong thôn. Thì nói hộ em để em mang gạo vào cho người ta cái. Chồng chồng nó đâu rồi? Cà dừa cà dừa. Cà dừa là. Cà dừa là. Cà dừa không có bắt tiền đâu. Thế nhà này ai tỉnh táo nhất đây? Không tỉnh táo. Nhà này không có ai tỉnh táo đâu. Nhà làng Tây Nguyên. Nhà làng Tây Nguyên. Nhà này có ai tỉnh táo nhất nhỉ? Bảo chồng đang đi nhặt sắt vụn. À. Chồng nhặt sắt vụn này. Thế nhưng mà thế thì phiên dịch hộ em để em gửi tặng cho. Bây giờ anh hộ em đấy. Đây là hai chị em ở một nhà hay thế nào? Ừ. Bây giờ gạo cho ai bây giờ? Ở ăn chung với nhau hay là ăn riêng thử hỏi em cái. Ăn chung à? Vâng. Có ăn chung đấy hay ăn riêng? Không, phòng này là phòng cũ của bà. À. Gia tộc phú ra. Đây phòng cũ của bà. Vâng. Bà mất rồi. Bây giờ chị này ở bên này. Ừ. À. Cô ơi, cô nói được tiếng Kinh không? À, bây giờ hát tên lưu nhỏ lỏ à. Hát tên chập bò nhạc bù, tù nhạc bù kê nhắn à, chị nè. Mất được 3 tháng. Mất được 3 tháng thôi mà. Ôi. Vâng. Cô ơi, thế bây giờ cháu nhờ cô nhá. Nhà cô xem nhà này này. Là có chị này này với hai vợ chồng nhà này đúng không? Anh hỏi em ấy. Hai người á, chồng nó nữa. Thì bây giờ phải ấy nhá, phải nhờ là nhờ cô bảo. Không, anh bảo là ấy nhá, anh bảo là anh Tú này có quà, có 20 cân gạo. Vâng, đây ạ. 20 cân gạo với bánh kẹo này. Đây, cái này là bánh bao ấy. Thịt này, dầu ăn này với mì tôm này với trứng này. Đấy, nhu yếu phẩm nhá. Hôm nay để mang lên để cho gia đình nhá. Tưởng là bà còn thì ấy mà bây giờ còn một người tỉnh táo nhất thì mọi lần lên là vẫn có bà ấy. Thì bà khắc nhận hết xong bà chia cho các con. Thử hỏi xem có biết chỗ cất không, đưa em vào chỗ cất. Đây, ở trong phòng. Đây, nhà hai vợ chồng ở bên này. À đấy à? Để xem ừ. Khổ mấy đứa trẻ con quá nhỉ. Đấy. Này, cả nhà vào đây xem cái giường trong này này. Đấy, cũng mấy cái cây cột lên này. Cây ở rừng mang về cái đấy. Giường này. Nhà tài sản quý giá nhất là cái giường. Còn bên này thì giường kê bằng gạch. Bên này giường kê bằng gạch. Đấy. Tài sản quý giá nhất đấy. Nhưng mà cũng được cái là rất là sạch sẽ, ngăn nắp. Được cái là trong nhà rất là sạch nhá. Đúng không? Hai nhà này được một cái là thế mà nhưng mà thấy sạch. Vâng. Sạch sẽ. Nhà người mà không được khô nữa mà vẫn sạch sẽ. Đúng rồi. Cho anh mượn lại cái mic. Em ấy hộ anh kia kìa nhá, xử lý hộ anh kia kìa. Cắt bớt đoạn này đi để anh đang chuyển bốn cái. Đây anh có tờ 100 này nữa là điền này. Ở đây cái này có bốn cái, bốn anh em mình ăn. Đây. Mấy anh nhờ chuyển khoản hộ. Rau này, thịt này, có thịt nữa này. Biết nấu thịt không? À thế à? Chắc có ông chồng chắc vẫn biết tí chứ. Nhưng mà mấy vợ chồng nhà này mà mấy người bị như này hết thì có ở nhà có hay đánh nhau không? Anh thử hỏi cô hàng xóm mà. Có hay ấy không? Có gây gổ ấy không? Không biết chửi nhau luôn. Thế này tốt. Thế thì tốt. Làm cái gì không đi làm cái nhặt sắt vụn bán khổ nhỉ. Cái gì không biết làm cái nọ kia không biết đi làm nhặt sắt vụn để bán bao nhiêu là ăn. Đây bây giờ mình đưa đồ vào đây cho họ ăn. Nhà là nghèo nhất và khổ nhất trong thôn.
Thế này này, để khoan đã, để em bỏ thịt ra, để rồi còn biết cách mà nấu thịt ăn này, chứ sợ không không biết này. Này cơm này, này không có gì này, bắt cơm này, này cơm ăn này, không có gì hết, không có gì ăn này. Đây bên này này, có bên này thì có đây này, muối ớt này, giã ớt ra ăn này, này gạo thóc này, mỡ này, cái miếng canh gì này, đấy. Đấy. Không sao đâu anh, không phải chụp ảnh hay gì đâu, cứ để người ta chỉ người ta biết để nấu ăn là được rồi. Đây chẳng có gì cả, Điền này, có tí cơm này. Nồi cơm này, còn nồi này một tí cơm ấy chắc trẻ con ăn đấy. Đây này. Cơm ăn lại như này nó còn thiêu rồi đi. Em mở bánh bao cho hai chị ăn đi. Đây nó nuôi con nhưng mà nó không có sữa đâu. Không nói được mà. Đâu chị này cái nhé. Còn lại để nhé. Bé này. Bé mới được cái mấy bé này thì đứa nào mắt cũng rất là tròn xoe sáng. Ăn đi, chị này bây giờ phải hướng dẫn ăn. Cho con ăn là sao được, nhỏ này ăn nào được, ăn được không? Ăn được luôn. Nhai luôn. Bảo mẹ ăn đi à? Được cái nhá. Bị đầu óc không bình thường nhưng mà vẫn thương con nhá, bế con rồi cho con ăn nhá. Ăn trước rồi mẹ ôi ăn từ từ thôi, nghẹn. Khiến cho mình giảm ít sỏ. Nghẹn con đấy. Nó lâu lâu được ăn này, lâu lâu được ăn. Ôi ăn chậm, không được ăn nhanh. Nghẹn để con. Mình tức là người khác bảo mình biết. Anh bảo nó ăn ấy, anh bảo mẹ ăn đi. Anh bảo mẹ ăn ấy. Nó đấy à? Đền chân nó đấy hả? Một cháu uống sữa đi. Được cái là đầu óc không bình thường nhưng mà nuôi con rất là tốt. Xong à? Cho con ăn này này. Con ăn sữa này. Cho con ăn sữa này. Cho con uống này, đúng rồi. Đấy. Biết chăm con được cái biết chăm con đấy. Đấy. Biết chăm con. Thế là cái này là rất là may mắn và tốt. Bản năng ấy. Bản năng người mẹ. Khổ quá nhỉ. Em không biết làm gì mà. Em bảo nhà này khổ nhất là đây. Thôi. Sợ. Thế mình đông quá sợ đấy. Sao mình ra đi. Đấy con chị này là vừa lấy ra hiệu cho ăn là chị biết ăn rồi. Túi này để lại cho họ luôn. Này còn đây nhá. Ta đây à? Ta là đây. Không, để cất trong kia đi. Không, không sao đâu anh. Để cất trong này cho họ. Ui. Thịt để đây này. Để nhờ về nhớ biết này. Để nấu. Rau nữa này. Đấy. Được cái nhà rất sạch nhờ. Một cái là nhà công nhận là sạch đấy. Được. Đây. Quá là tốt. Tức là gia đình thì không biết làm gì, đầu óc không bình thường. Nó không được khô đấy. Bé này ăn tốt đấy nhở? Đấy tự đói lấy ăn này, không có gì ăn, không có gì ăn đói hay sao? Con kia thì khôn nhỉ? Đây là cũng là trường hợp rất là đặc biệt. Được, đây là hỗ trợ là xây hỗ nhà. Hỗ trợ xây nhà anh ạ. Nhà nước năm trước là cho 40 triệu để xây cái nhà này. À thế à?
là cũng rất là đỡ. Bà thì mất 3 tháng rồi. Đấy thì cũng mới có mấy tháng là em chưa lên thôi. Đấy, nhìn bé tội quá nhỉ, ăn tự ăn. Người đấy yêu con lắm, nhìn này mà thấy là thấy yêu con này. Đấy, yêu lắm. Thương con lắm, cho con ăn trước, mẹ chưa ăn nhưng mà con ăn này. Được cái là đồng chí này nhà mà có cỗ nhá, hay là dọn cơm ấy, bao giờ là cũng để cho cả nhà ăn hết xong mình ăn cùng. À thế à? Vâng. Lúc nào cũng như vậy. Bé kia thì ngại quá đây nhỉ. Bé Ly à? Ly ơi. Không sao, chị uống sữa thì cho con có sữa. Đi ra mẹ thế nào. Thế mình để thêm sữa đây cho chị đi. Vâng. Để hết sữa đây. Đi ra mẹ nào. Đi ở nhà ngoan nha. Này. Ngoan nha. Sữa đây nữa nha. Sữa rồi cho con uống nha. Ở nhà ngoan nha. Sao lại vứt ra đấy? Đáng ra Tú tính là mua 1-2 thùng ấy, nhưng mà em Điền bảo mua về thì cũng uống hết luôn. Vâng. Vì uống 2 ngày cũng hết từng đấy. 2 ngày cũng hết. Nên là... ví dụ như là ở trên này bà con sẽ không điều tiết được cái việc ăn uống như thế. Mình mua 2 lốc thì họ uống 2 ngày hết, mà mình mua 2 thùng họ uống 2 ngày hết. Ly nói, Ly nói cảm ơn các bác. Con nói đi. Cho con bánh bao nè. Con ăn bánh bao. Cảm ơn. Con nói đi. Hà Lú nha. Con ăn bánh bao không? Con ăn bánh bao nhá. Này. Con ăn bánh bao đi. Rụt rè lắm. Ngại. Trẻ con đây, trẻ con đấy, quên. Bỏ cái này ra. Đưa cái cất vào trong. Con cảm ơn bác Tú đi. Cảm ơn bác Tú. Quả bác Tú mua cho con đấy nhá. Nói được nhỉ, anh em mình mẹ tính không thật tính ấy. Nhưng mà không, dù sao là vẫn chăm con được. Chị ăn đi. Này. Này. Chị ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn này, chị ăn đi. Ăn đi. Con thế thôi. Để con ăn, tự ăn thôi, đừng đưa cho con ăn nhiều nghẹn. Đưa cho con hết. Đợt trước là đây, em kể với anh trường hợp này đấy anh Tú. Là nó vẫn còn đủ bố đủ mẹ nên là mình không xin được. Mà nó không cho đâu. À. Vâng. Tức là mọi lần Điền là có ý định là xin làm con nuôi đấy. Lần đầu tiên là em đã muốn xin rồi nhưng mà nó không cho. Không cho. Nó giữ lắm. Giữ con đấy. Vâng. Mắt vẫn sáng to tròn hết này. Đứa nào được cái mắt sáng. Nhà thế là cả chồng cũng thế luôn à? Chồng cũng như này. 3 người luôn. Vâng. Tốt quá nhỉ. Cả 3 người, cả chị cũng như thế đấy. Hôm nay mình đi thăm đấy này, hai hoàn cảnh toàn bộ là người Mông hết. Vâng. Còn bây giờ thôi anh em mình chắc là cũng phải đến lúc mà vâng. Lên đường đi nhỉ. Vâng. Mình đến thăm một chút thế là được rồi. Còn sẽ là lên đường đi, về nhá. Chơi chỗ khác nữa. Con chào các bác đi. Chào này, các chú bác cho trên thêm kênh này. Này. Chào. Cho thêm. Con chào. Các cháu phải nhặt vỏ các sữa bác. Đi nhá. Không được để các rơi cô. Đấy. Các chú. Cảm ơn. Bác Tú. Giỏi đấy. Thế này bánh bao. Thế hôm nào mẹ lại quay lại nhá. Bánh bao này mình xách đi anh em mình, hôm nay anh ăn bánh bao buổi trưa đấy. Nên trên này không có hàng quán đâu. Anh cầm hộ em nhá. Bye đấy. Ngoan này. Nhá. Cho thêm nhá. Ngoan này, phải sạch sẽ nhá. Ôi hôm nay mẹ lên không tắm rửa được. Lạnh thế này. Đấy ăn kìa. Đi. Ăn ngon lành đi, kìa. Đi con đi vào nhà đi. Đây. Không cho. Cứ cho này. Nào, lại đây chú cho kẹo. Ai chưa có lại đây chú cho nhá. Chú cho này. Dưới này anh Thú ở dưới này có một cái sân mà tất cả bọn trẻ con nó ăn chơi đấy đó. Thế à? Đây.
Cũng nhiều đồ chơi ghê, chắc là bố đi nhặt về cho hay sao ấy. Đi nhặt về đấy, đi à, nhặt có rồi à? Đây. Có ai chưa có không? Có ai chưa có không? Có chưa? Em có chưa? Ủa, cho em thêm này. Lại đây chú cho này. Đi. Đây, anh em mình đi đi. Thôi nhá, chào cả nhà nhá. Giơ tay chào đi, bye. Chào cô nhá. Ngủ nó. Bye bye. Chào nhá. Để đi nhá. Đi ở nhà. Bye bye nhá. Ngồi tội quá. Ngoan nhá. Bây giờ là vẫn được đi học cái gì? Vâng, vẫn đi học, vẫn biết tiếng Kinh ấy. Ừ. Mà đến mùa này có đi học tiếp không? Không, đang nghỉ hè mà. À, nhưng mà đến tiếp theo đi học. Có mà, có mà. Thế thì có gì anh hỗ trợ online, sau này em có dịp mà lên thăm bé anh sẽ gửi, ví dụ như có được miễn học phí chứ nhỉ? Có, chương trình vẫn miễn học phí cho học sinh. Còn ăn uống thì sao không biết? Ăn uống thì nhà này hộ nghèo thì vẫn được. Bé nào chưa có? Lại đây, bé nào chưa có? Lại đây. Nhà này hộ nghèo là được miễn phí là ăn uống hết à? Tiền ăn cho con ở trường một bữa đấy. À, đấy à. Đấy, tốt rồi. Chưa có lại đây. Ừ. Xin chú chưa? Cháu xin chú. Tạm biệt nào, tạm biệt chú, để chú đi về nào. Các bạn ơi, các bạn lại đây, cô bảo này. Tạm biệt nào. Các bạn nhìn vào máy quay nhá. À, nói to nào. Chúng cháu cảm ơn. Chúng cháu cảm ơn. Ừ, giỏi đấy. Các cô, các chú. Bác Tú. Cảm ơn bác Tú. Cảm ơn bác Tú. Xin chào. Giỏi nhỉ. Đi ăn giống như kiểu cô giáo mầm non đấy. Chú chào nha. Bye bye nha. Nha. Chăm con tốt nha. Đi nha. Giấy sữa uống nha. Cái này phải bỏ gọn vào này. Cái này bỏ gọn vào trong kia nhá. Không được để vứt lung tung ở đây. Nhà nó còn sạch sẽ hơn nhà bà cụ kia đấy. Đúng rồi, sạch hơn đấy. Nhà này sạch sẽ. Hôm nay anh già làng thấy thế nào? Vào đây thấy trường hợp này có đặc biệt không? Người ta khổ quá. Người đang chỗ Tây Nguyên qua đây cũng khổ. Nhưng mà cũng đỡ hơn ở đây. Ở đây bà con, người Mông đa phần là những người khổ, người nghèo rất là nhiều luôn. Bây giờ là tiếp theo là Điền cho anh già làng đi thăm một bản Lô Lô Chải à? Có gần đây không em? Đây là bản Lô Lô đây anh. Quên, anh nhầm, bản gì nhờ, người Hà Nhì à? Bản người Hà Nhì anh ạ. Ừ. Thế bây giờ anh em mình ra rồi, tí nữa trưa nay ăn bánh bao. Đà. Anh em mình ăn đại tiệc bánh bao tại bản Mông. Chứ hôm nay là không có cao lương mỹ vị gì cả. Đây là cái nhà vừa nãy là nhà chị cũng vừa đi lên theo là nhà dưới này nhỉ? Ui, mái tre cũng sập hết này. Đi vào khu này là em sợ chó lắm này. Ừ, nhiều chó thật. Chó hùng. Đấy, các cháu đang đi tiễn đằng sau chân nữa. Nhiều như này cơ mà. Hẳn mấy hạt đậu xanh này. Mà mình không lo, mình mua đây không thừa đâu, tính vào bản đó khi có người ăn đấy. Đây anh em một nửa cho. Ăn cho biết. Ở đây mấy em gái bán phở để người giao. Vâng. Mình chờ phở ra mình ăn. Em gái người Dao rất là dễ thương. Cái gì cơ em? Yến á? À. Rồi. Mời cả nhà ăn phở với anh em mình. Cái này rau vừa mới ngắt. Rau trên này mình tươi nhỉ. Cả nhà ăn trưa với anh em mình nhá. Nhà phở nhá. May quá, có phở ăn. Đây là hàng phở ngon nhất ở Gia Sơn đây. À, trên xã này nhá. Đây, chú ăn bát phở thì có gà, có mọc gì đây. Còn đây là của em gió Lào, là có phở bò. Xe cụ đi lại thì họ sẽ thường hay đi qua đây, xong họ sẽ dừng lại đây ăn. Nước phở mọc đấy. Từ đây chạy vào cửa khẩu sang điền nhỉ? Ở trong này không có cửa khẩu anh. Có thế à? Vâng. Nước tưởng, à, nối mở. Đúng ở trung tâm xã đông người ăn nhỉ? Giờ này buổi trưa vẫn ăn. Ok, bây giờ có lẽ là
Tú cũng đã hoàn thành được cái tâm nguyện là quay trở lại Lai Châu để tìm cụ bà rồi. Bây giờ thì cũng ngồi lại để anh em cùng ăn bữa trưa. Xin kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn anh Điện đã đưa anh đi để thăm lại bạn cũng như hoàn cảnh rất là đặc biệt. Và anh Giang Lại cũng đồng hành để giúp đỡ mang những cái đồ lên hỗ trợ cho bà con. Bây giờ thì cũng... Em cảm ơn anh Tú nhé. Nhân đây là rất là cảm ơn anh Tú, cảm ơn khán giả trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog đã chia sẻ tình cảm, cái yêu thương dành cho bà con, những cái đồng bào còn rất là khó khăn ở Lai Châu. Và hy vọng là thời gian tới anh Tú có quay trở lại thì cũng thông qua một số kênh anh Tú đã kết nối với Lai Châu rồi thì tiếp tục sẽ chia sẻ với đồng bào của mình. Chắc chắn là Tú mà có cơ hội cũng như là có điều kiện hơn nữa thì Tú sẽ quay lại và có mà hỗ trợ được bà con phần nào đó, dù ít nhiều gì cũng là cái tình cảm chính thôi, cũng là mang lại cái điều tích cực cho khán giả xem video thì có thêm cái điều tích cực hơn là nhiều những cái drama trên mạng. Thôi chào cả nhà nhé.